Hello, xin mến chào tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay là cuối tuần, mình sẽ chia sẻ với mọi người một điều thú vị về khoa học. Đó theo cái chuyên mục là Em yêu khoa học. Lâu quá rồi mình không chia sẻ với mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái chuyên mục này nhé. Đó là những cái phát hiện về một cái loài kiến mà có tốc độ di chuyển nhanh nhất thế giới. Để chúng ta biết thêm về cái tốc độ của loài kiến này nhé. Xin mời các bạn theo dõi. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới thú vị sớm nhất từ mình nhé. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Bây giờ chúng ta bắt đầu theo dõi nhé. Xem cái loài kiến này di chuyển như thế nào mà được mệnh danh là nhanh nhất thế giới nhé. Hơn cả báo đờ và chó săn, tất cả những cái con vật khác. Xin mời các bạn bắt đầu theo dõi nhé. Khi mà chúng ta thường nghĩ đến những cái động vật mà có cái tốc độ cực nhanh chắc chắn thì chúng ta sẽ nghĩ đến đó là báo hay là chó săn. Nhưng khi mà đo tỷ lệ chiều dài cơ thể mỗi giây với thế giới động vật thì có thể các bạn sẽ thấy một điều bất ngờ, và kỷ lục đã bị phá vỡ bởi một cái loài kiến bạc ở Sahara. Ở cái sa mạc mà Sahara, nơi hầu hết các sinh vật tránh ra ngoài vào giữa cái ngày mà nhiệt độ lên đến 50 độ C, thì loài kiến Sahara này đã có thể tiến hóa và để thích nghi với đôi chân nhanh dài hơn những cái loài kiến khác và giúp cho kiến tránh được các bị cát thiêu đốt đó mọi người. Thì cơ thể của chúng đã tạo ra một cái protein chống sốc nhiệt để mà khi rời tổ có thể chịu đựng được nhiệt độ tối đa nhất. Và khi cái loài kiến này có khả năng theo dõi hướng mặt trời và luôn nhận được cái con đường ngắn nhất để chúng trở về tổ, và chúng được bao phủ ở trong những cái sợi lông độc đáo với một cái mặt cắt hình tam giác giữ cho cái cơ thể luôn mát mẻ bằng các cái phản xạ bức xạ của mặt trời và giảm đi cái bức xạ nhiệt dư thừa. Và điều đặc biệt đó là kiến Sahara di chuyển cực nhanh vì chúng chỉ cần dành vài phút mà bên ngoài tổ để nhặt xác những cái sinh vật chết trong sa mạc. Và để tìm ra những cái thông số chính xác này thì làm thế nào những con kiến Sahara có tốc độ nhanh như vậy? Các nhà sinh học từ Đại học Ulm ở Đức và đã thực hiện những cái bước quay phim quay lại chúng với tốc độ cao. Và ngoài ra nhóm nghiên cứu cũng đã cẩn thận và đưa ra một cái tổ kiến về Đức để tìm xem cái loài kiến này di chuyển như thế nào trong một cái độ lạnh, nhiệt độ lạnh hơn. Và thật là bất ngờ khi mà trong cái sức nóng dữ dội ở sa mạc thì con kiến có tốc độ tối đa được ghi nhận đó là 855mm mỗi giây. Còn khi mà quay trở lại với phòng thí nghiệm ở Đức, cái nhiệt độ chỉ 10 độ C thì chúng đi rất là chậm chạp hơn rất là nhiều, đó là chỉ có 57mm mỗi giây thôi mọi người. Đó là một cái phát hiện cũng cực kỳ lý thú và cực kỳ ấn tượng đối với chúng ta. Tại vì khi nghĩ đến những cái loài vật mà nhanh nhất thì chúng ta chỉ nghĩ là báo hoặc là chó săn, đó là có cái tốc độ nhanh thôi. Nhưng thật ra cái tốc độ nhanh nhất và được xếp hàng đầu đó là kiến bạc ở Sahara. Và phần chia sẻ của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ những điều thú vị hơn để cho các bạn theo dõi ha. Và chúc các bạn và các bé yêu được một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên người thân nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất từ mình nhé. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.